Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 200.000 đồng token Doge Army. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 10.000 tỷ, đã có 419 tài khoản holder, phát sinh 957 lượt giao dịch nhé. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website của mình để phần mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cái 20 bước chấm sai cho mình. Bước 1, các bạn sẽ chắc một chắc và khai nick quản lý vui gọi để nhận token nhé. Các bạn có thể sử dụng nick copy con trách nhìn ở đây. Sau đó các bạn quay sau ví của bạn. Các bạn input thêm địa chỉ token để bỏ phí giúp mình. Ký hiệu là Doga cho token 18 nhé. Các bạn tiếp add token và input token thêm token nhé. Rồi, ký hiệu token là Doga nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token và ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net, truy cập vào bước 2 nhấp vào link kết quả đây để nhận token nhé. Các bạn cảm xúc phần bên dưới này cho mình. Chương trình tại đó đó sẽ kết thúc 57 ngày nữa. Các bạn mua thì các bạn gọi là nhấp vào tầng này, nhưng tất nhất là 0.01 bên đầu tiên. Rồi, các bạn còn la các bạn nhấp vào này nhé. Và yêu cầu cái lối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối này. Ghi ra là 0.008.9 bên đầu tiên. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Sau khi đang được xử lý nhé, các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net để cập nhật những dự án vũ khí tiền phần thưởng các cần mới nhất cho người nhận balance blockchain nhé. Và giờ nếu bạn có chưa tài khoản giao dịch balance thì về đây đăng ký để ủng hộ kênh, hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Trên một phần nhiều sàn là đổi tiền khác, bạn có thể về đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200.000 đồng còn 200.000 đồng token Doge Army. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.